Vâng, chào mừng cô chú, anh chị các bạn đang theo dõi trên kênh Loa Hay TV. Những hình ảnh và cảnh quay trước mắt cô chú, anh chị các bạn mình thực hiện tại Nhật Bản và đây là cái trung tâm thương mại bán đồ đã qua sử dụng. Thì ở cái khu vực này rất là nhiều đồ để được co cho các căn phòng, không gian nội thất. Thì trước mắt cô chú, anh chị các bạn rất nhiều các dòng sản phẩm như bình gốm sứ. Lát nữa thì mình sẽ quay cận cảnh chi tiết và báo giá về tay. Thì trước mắt đây là một cây ống nhòm để cô chú anh chị các bạn phù hợp đi du lịch dã ngoại. Một cây ống nhòm đã qua sử dụng nhưng mà trong tình trạng vô cùng sáng, đẹp. Bây giờ mình test cho cô chú anh chị các bạn nhé. Anh chị em có thể quan sát. Và cái này nó tích hợp cả một cái dây đeo để cô chú anh chị các bạn dễ bề di chuyển, mang đi du lịch dã ngoại, đeo trước ngực thì vô cùng thuận tiện. Nhất là anh chị em đi xem bóng đá ở sân thì tuyệt vời luôn. Xem trực tiếp bóng đá có thể quay và soi cận cảnh chi tiết các cầu thủ đang di chuyển dưới mặt sân. Anh chị em có thể quan sát xa xa kia là những cái đàn guitar đang được bày bán ở các trung tâm thương mại đồ cũ Nhật Bản. Và khi mình test này thì anh chị em có thể quan sát một cách rất là rõ nét. Khi mình bỏ ống nhòm ra thì anh chị em có thể quan sát là nó ở vị trí rất là cách xa. Và đây là một cây ống nhòm rất tuyệt vời để cô chú anh chị các bạn mua sắm và sở hữu. Giá về tay 1.200.000 đồng. 1.200.000 đồng. Có một cây duy nhất nhé. Bác nào quan tâm và hữu duyên xem được sớm cái video này thì nhanh chóng chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo đang hiển thị trên màn hình cô chú anh chị các bạn. 1.200.000 là giá về tay, bao ship trên toàn quốc. Kế tiếp và liên tục chương trình thì trước mắt cô chú anh chị các bạn là gồm 5 chiếc bình gốm sứ để anh chị em có thể trưng bày trong các hộc kệ phòng khách, phòng làm việc. 1, 2, 3, 4, 5. 5 chiếc này thì mang hình dáng và màu sắc khác nhau nên anh chị em rất dễ để phối ghép và trưng bày. Chiều cao của nó thì chiếc thì khoảng 20, chiếc khoảng 25, chiếc khoảng 18, chiếc khoảng gần 30, chiếc thì khoảng 25cm. Đấy, thì bây giờ mình đi cận cảnh chi tiết thì cô chú anh chị các bạn có thể quan sát đây là một cái màu nền xanh. Và cái họa tiết của nó thì cô chú anh chị các bạn có thể quan sát là một tích chim công thành danh toại. Và đặc biệt là những rất là sắc nét và chi tiết đến từng cm. Mình cố gắng là quay chi tiết từng chiếc một, sau đó thì báo giá cả một cụm, bác nào hữu duyên và thích cái cụm gốm này thì có thể lấy một lúc. Cây tiếp thì đây là một chiếc bình màu xanh, anh chị em có thể thấy là một cái màu xanh, xanh cốm, màu xanh ngọc, màu này màu xanh ngọc, rất là độc lạ. Và tích của nó cũng là chim công thành danh toại, phu thê viên mãn, rất là nhiều tích. Đây đặc biệt là chiếc này, anh chị em quan sát ở Việt Nam hay làm cái kiểu hình gốm như thế này nhé. Và anh chị em có thể quan sát kỹ thì cái dòng gốm Nhật thì nó không lẫn vào đâu được, nó không lẫn theo những cái dòng gốm khác. Rất là độc lạ và hài hòa. Đây là cái mẫu này thì ở Việt Nam rất là nhiều nhá. Việt Nam bây giờ người ta làm mới rất là nhiều. Đấy. Kế tiếp và liên tục chương trình, đây cũng là một cái rất là độc lạ và chi tiết sắc sảo. Trên một cái nền đen anh chị em nhá, trên một cái nền sứ đen và những hoa văn họa tiết cây của mùa xuân. Không tí vết, rất là đẹp luôn. Hình trụ dài. Dòng gốm sứ Yamaji Japan. Cả 5 chiếc này thì anh chị em nào nghiên cứu cái chỗ trưng bày nhé, để vào các hộc kệ tủ ở trong phòng khách thì trở nên vô cùng hấp dẫn. Cả bộ 5 này về là 9 triệu 9 triệu cho 5 chiếc. Anh chị em quan tâm thì chụp lại nhé. Chiếc này như thế này, hoa văn rất là tươi vui và độc lạ trên một cái nền men dạn. Và cái hình thù kiểu dáng của nó thì anh chị em có thể quan sát, nhìn nó rất là Nhật Bản. Cả bộ gồm 5 món, 5 chiếc, 5 bình. Giá về tay là 9 triệu tiền Việt Nam, 9 triệu bao ship toàn quốc và bao vỡ trên toàn cầu. Hàng sẽ được đi máy bay khoảng 2 tuần các bác sẽ nhận được hàng nhé. Bây giờ mình quay toàn cảnh thêm một lần nữa. Để anh chị em nào thực sự yêu thích bộ này thì nhanh chóng chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo đang hiển thị trên màn hình cô chú anh chị các bạn. Ngay bây giờ thì xin kính mời cô chú như các bạn cùng di chuyển sang một cái quầy chuyên bán hàng hiệu, đồng hồ, túi sách, ví các loại. Mình sẽ cố gắng là quay cận cảnh chi tiết và báo giá về tay cô chú như các bạn. Thì trước mắt cô chú như các bạn đây là một chiếc cặp văn phòng của nam.
Chiếc cặp này thương hiệu của nó là Dunhill, trong tình trạng chưa qua sử dụng anh chị em. Trong tình trạng chưa qua sử dụng, cặp số, cặp khóa số chưa qua sử dụng nhưng mà được bày bán trong tiệm đồ cũ. Một dòng túi da của Dunhill, anh chị em có thể quan sát. Một chiếc size vô cùng lớn, đựng được rất nhiều tài liệu, giấy tờ. Chiếc này thì phù hợp cho tất cả các anh chị em làm văn phòng, làm công sở, làm nhà đất, làm tòa án, rất là nhiều giấy tờ tài liệu. Thì chiếc cặp này anh chị em có thể quan sát trong tình trạng đẹp, chưa qua sử dụng, đang được bày bán tại Nhật với giá 44.000 yên. Size của nó thì khoảng 41 nhân với lại 28 cm, 41 nhân 28 cm. Tích hợp một cái quai sách, tất cả đều sáng loáng và rất là thanh lịch đẹp, đang được bày bán tại Nhật với giá 44.000 yên Nhật. Chiếc cặp này về tay là 10 triệu tiền Việt Nam, 10 triệu bao ship trên toàn quốc. Các bác quan tâm thì chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo. Cái này thì nó khóa số anh chị em nhé. Khóa số, khi anh em cài số xong thì anh em gạt xuống. Gạt xuống thì khóa sẽ được bung ra. Và anh em quan sát phía trong này. Nói chung là tình trạng của nó là mới 100%. Nên là mình chỉ quay thoáng qua thôi, để anh em có thể quan sát kỹ. Chất liệu của nó là bằng da anh chị em nhé, bằng da, và thương hiệu của nó là Dunhill. Những cái thiết kế của túi Dunhill thì bao giờ anh chị em thấy là nó mang tính rất là khỏe khoắn và nam tính. Những đường nét nó vô cùng sắc sảo, và đa số thiết kế của nó là mang hình hộp. Đấy là đặc trưng của cái dòng Dunhill. Giá về tay 10 triệu tiền Việt Nam, bao ship trên toàn quốc. Một chiếc cặp văn phòng vô cùng tuyệt vời để các bác mua sắm. Anh chị em quan tâm thì chụp lại, có thể mua làm quà tặng được nhé, vì đây nó là hàng chưa qua sử dụng nhưng được bán trong tiệm đồ cũ, giá của nó rất tốt để các bác mua sắm. 10 triệu là giá về tay, bao ship trên toàn quốc. Kế tiếp và liên tục chương trình thì đây là chiếc đồng hồ mình đã thanh toán tiền xong, một chiếc đồng hồ pha lê cao cấp. Anh chị em có thể quan sát, nhìn lộ máy, mặt số La Mã, chạy pin đấy nhá, nhưng mà anh chị em nhìn thấy các hệ bánh răng chuyển động của nó thì tích tắc. Chiếc đồng hồ này về tay 3.900.000 đồng, 3.900.000 là giá bao ship trên toàn quốc. Thiết kế của nó là pha lê hộp rất là dày và nặng, pha lê và anh em lau sạch đi thì nó nảy lên 7 sắc cầu vồng anh chị em nhé, 7 sắc cầu vồng, chạy một quả pin tiểu, nhìn xuyên tâm, xuyên máy trước, xuyên máy sau. 3.900.000 đồng là giá về tay. Một mẫu đồng hồ trưng bày để bàn làm việc hoặc phòng khách hoặc các không gian nội thất. Anh chị em quan tâm thì chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo trên. Chiều cao của nó thì khoảng 25 cm, chiều ngang thì khoảng 25 cm. Một thiết kế hình vòm cầu, đặc biệt là rất là nặng, pha lê nguyên khối. Mình để ra đây để quay chi tiết cho cô chú anh chị các bạn nhé, để quay không gian nó nhiều ánh sáng và có đầy đủ không gian và thời gian quay chi tiết cho cô chú anh chị các bạn vẻ đẹp long lanh và lấp lánh. 3.900.000 đồng là giá về tay. Một mẫu đồng hồ rất độc lạ, thiết kế hình vòm, ánh sắc cầu vồng. Anh chị em quan sát này, quan sát thấy rõ bánh răng đang chạy. Một thiết kế vô cùng hiện đại và trẻ trung, rất độc và lạ, bằng pha lê anh chị em nhé. 3.900.000 là giá về tay, bao ship trên toàn quốc. Các bác quan tâm thì chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo trên. Hàng ngày hàng tuần thì mình lang thang khắp tại các trung tâm thương mại đồ đã qua sử dụng tại Nhật Bản. Anh chị em đã biết thì Nhật Bản là một thiên đường đồ đã qua sử dụng. Kế tiếp và liên tục chương trình thì đây mình gặp một cái bộ trang sức vô cùng tuyệt vời, trong tầm tiền rất vừa phải để các bác mua sắm. Thì trước mắt cô chú, chị các bạn, đây là một chiếc nhẫn bạch kim và được đính một viên pha lê có chiều kích thước của nó là hơn 4 mm, rất sáng và đẹp, hơn 4 mm. Và anh em lưu ý nhé, lưu ý là cái đây là cái kích thước của nó là hơn 4 mm, là viên kim cương. Và đặc biệt anh chị em lưu ý thêm một lần nữa là viên này màu của nó là màu D nhé, kim cương màu D là một trong những màu sáng và đẹp nhất trong các dòng kim cương. Nhóm màu D là nhóm đứng đầu trong các dòng kim cương. Bây giờ cận cảnh chi tiết thì anh em có thể quan sát
một chiếc nhẫn hầu như chưa qua sử dụng, hầu như chưa đeo. Chưa đeo thì cái thể hiện trên cái nhẫn này là nó chưa có một tì vết nào chị em nhé, chưa có một vết chảy xước nào. Và đây là một chiếc nhẫn bạch kim, viên kim cương của nó thì hơn 4 ly, màu D, màu sáng nhất trong các dòng kim cương. Đây là kim cương tự nhiên chị em nhé, có giấy tờ đầy đủ, hồ sơ giấy tờ đầy đủ. Đang được bày bán tại Nhật với giá là 85.000 yên Nhật. Giá về tay 18 triệu tiền Việt Nam. 18 triệu tiền Việt Nam. 18 triệu là giá bao ship trên toàn quốc và bao thất lạc trên toàn cầu. Cái lòng trong của nó thì mình đo được là nó là 15mm anh chị em nhé. 15mm thì anh chị em nào đang đeo cái nhẫn mình đang đeo thì mình có thể đo cái lòng trong để về đeo cái là vừa luôn. Một chiếc nhẫn của bạn nữ tránh theo cái lối vương miện, vô cùng sắc sảo và chi tiết. Lòng trong của nó là 15mm. Về đeo cái vừa luôn thì anh chị em lưu ý, giá về tay là 18 triệu tiền Việt Nam. Một chiếc nhẫn bạch kim vô cùng sáng. Kế tiếp và liên tục chương trình, đây là một sợi dây cũng là dòng bạch kim. Anh chị em nào quan tâm đến một bộ này thì có thể nhanh chóng chụp lại nhé. Cái sợi bạch kim này thì cũng được đánh theo một cái lối vô cùng độc lạ và thanh lịch. Hiện tại đang bày bán tại Nhật với giá 90.200 yên cả thuế. Chiều dài của nó là 43cm nhé. 43cm, 90.200 yên. Sợi dây này về tay là 19 triệu tiền Việt Nam. Và ưu tiên cho bác nào lấy cả hai nhé. Vì cái bộ này nó theo cả hai, có một người sử dụng nhưng mà hầu như là người ta chưa qua sử dụng. Sợi này là 19 triệu tiền Việt Nam và cái nhẫn là 18 triệu tiền Việt Nam. Bao ship trên toàn quốc. Đây cũng là dòng bạch kim nhé anh chị em nhé. Bạch kim thì nó vô cùng sáng và cứng. Nó mãi mãi sáng anh chị em đeo, không bao giờ bị mất màu. Đấy là đặc tính của bạch kim. Một chiếc nhẫn và một sợi dây vô cùng tuyệt vời để các bác mua sắm. Anh chị em nào quan tâm đến một bộ sản phẩm vô cùng tuyệt vời, giá cả rất tốt để các bác mua sắm thì nhanh chóng chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo đang hiển thị trên màn hình cô chú anh chị các bạn. Đặc biệt là chiếc nhẫn nhé, chiếc nhẫn vô cùng đẹp, vô cùng long lanh và lấp lánh. Kim cương màu D, một trong những màu đẹp nhất của dòng kim cương tự nhiên. Kế tiếp và liên tục chương trình, qua bên đây thì anh chị em có thể thấy rất là nhiều dòng túi hiệu đã qua sử dụng. Thì trước mắt cô chú anh chị các bạn, đây là một chiếc túi phân khúc hạng A, hầu như chưa qua sử dụng, còn mới lên đến 99%. Một chiếc túi phân khúc hạng A dành cho các quý cô, quý chị, quý bà. Anh chị em có thể quan sát cận cảnh chi tiết. Chiếc này thì thích hợp thêm một chiếc quai đeo, một chiếc dây đeo để cô chú anh chị các bạn dễ bề trong việc di chuyển hoặc phối kết hợp các phụ kiện thời trang. Một chiều của nó thì khoảng 25-26cm và một chiều khoảng 20cm. Dây khóa thì anh em yên tâm, chiếc này nó lên đến 99%. Thì có thể là mình sẽ quay qua, không cần đi chi tiết vì độ mới lên đến 99%, không tì vết. Hiện tại đang bày bán tại Nhật, anh chị em có thể quan sát với mức giá 352.000 yên. Chiếc túi này về tay 68 triệu tiền Việt Nam. 68 triệu tiền Việt Nam là giá bao ship trên toàn quốc. 352.000 yên, giá về tay 68 triệu. Các bác quan tâm thì chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo trên. Anh chị em có thể quan sát, cái này thì có nguyên bao bố bên ngoài. 99% hầu như chưa qua sử dụng. Đương nhiên rồi, những cái này thì thường thường sản xuất ở Pháp hoặc Tây Ban Nha. Mình cố gắng là quay cái made in để cô chú anh chị bạn dễ bề mua sắm. Made in Prang, sản xuất tại Pháp. Một chiếc túi hạng A, giá về tay 68 triệu. Bao ship trên toàn quốc, bao thất lạc trên toàn cầu. Cái này, những cái này đa số phải mua bảo hiểm thất lạc anh chị em hết. Những cái số tiền nó lớn thì đa số phải mua bảo hiểm thất lạc. 68 triệu là giá về tay. Kế tiếp và liên tục chương trình, đây là một cái mẫu túi mà cái màu của nó rất là đặc sắc anh chị em nhé. Màu rất là đặc sắc.
và kích thước của nó thì anh chị em có thể quan sát nhỏ nhỏ xinh xinh vừa đủ dùng. Chiếc này độ mới của nó cũng lên đến 97-98%, lên đến 97-98%. Những cái dòng của LV này thì anh chị em yên tâm về đường kim mũi chỉ, tất cả của nó là đa số là thủ công 100% bởi các nghệ nhân hàng đầu trên thế giới. Chiếc này thì cũng nguyên bao bố bên trong, mới lên đến 98%, nhỏ nhỏ xinh xinh vừa đủ dùng. Đặc biệt là có thích hợp thêm cả một cái dây đeo nhé, một cái dây đeo bên ngoài, và con này thì cũng được sản xuất tại Pháp, Tây Ban Nha, xin lỗi cô chú anh mạnh, cái này sản xuất tại Tây Ban Nha. Kích thước của nó thì khoảng 21cm nhân với lại 12cm, nhỏ nhỏ xinh xinh vừa đủ dùng, một cái màu sắc rất độc lạ, kèm theo một cái dây đeo nhá, kèm theo một cái dây đeo. Đấy, giá hiện tại đang bày bán tại Nhật là 66.000 yên Nhật. Giá về tay 13.500.000, 13.500.000 là giá bao ship trên toàn quốc. Các bác quan tâm thì chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo trên. Những cái chiếc túi này mới thì nó vô cùng đắt đỏ nhá, hiện tại đang bày bán trong tiệm đồ cũ nên giá của nó rất tốt để các bác mua sắm. Kế tiếp và liên tục chương trình thì đây là một chiếc túi của Nam, chiếc túi xách tay kẹp nách của Nam, cũng của LV. Cái màu này thì nó màu mận chín chút nhá, màu mận chín đậm đậm một chút. Tất cả các khóa phím đẹp, chiếc này thì mới lên đến 95%. Và đây là một chiếc mẫu túi của Nam, đựng được tất cả các giấy tờ, tài liệu, chìa khóa, điện thoại, ô tô. Kích thước của nó thì khoảng 22cm nhân với lại 18cm. Đựng được rất nhiều thứ như chìa khóa ô tô, điện thoại, túi, ví, kính mắt. Vô cùng thuận tiện cho anh chị em là nam. Giá về tay cực tốt để các bác mua sắm nhé. Trước này thì mình đã thanh toán tiền xong. Giá của nó rất tốt nên là mình hay thanh toán tiền xong. Giá về tay là 6 triệu tiền Việt Nam. 6 triệu bao ship trên toàn quốc. Mới lên đến 95%. Một cái màu bã trầu dành cho nam. Cái này thì được sản xuất tại Pháp, made in France. Đựng được rất nhiều giấy tờ, tài liệu, hồ sơ, chìa khóa, túi, ví, điện thoại, ví tiền. Rất thuận tiện cho anh chị em di chuyển. Ở ô tô xuống thì đa số lính kính mang tất cả các thứ, điện thoại, chìa khóa, túi, ví thì anh em cho tất vào đây là di chuyển vô cùng tuyệt vời. Kèm theo một cái để mắc xách tay. 6 triệu là giá về tay, các bác quan tâm thì chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo trên. Màu bã trầu. Kế tiếp và liên tục chương trình, đây là một chiếc túi cầm tay của nữ. Một chiếc màu vàng chanh, cũng trong tình trạng đẹp trên 90%. Giá rất tốt để các chị em mua sắm hoặc có thể làm quà tặng. Anh chị em xem được cái video này thì có thể mua tặng người vợ hoặc người thân yêu. Một chiều của nó thì khoảng 25cm và một chiều khoảng 19cm. 25 x 19, đẹp trên 90%. Một chiếc màu vàng chanh. Bên trong có một ngăn khóa nữa anh chị em nhé. Bên trong có một ngăn khóa nữa. Và chiếc này thì cũng được sản xuất tại Pháp, made in France. Giá cũng rất tốt để các bác mua sắm nhé. Giá về tay 5 triệu tiền Việt Nam. 5 triệu là giá bao ship trên toàn quốc. Ở Nhật Bản thì nhiều khi hàng hiệu vẫn tìm được cái món giá tốt. Như hai chiếc túi này là giá rất tốt. Còn những chiếc cao cấp, những chiếc mà giá người ta để nhiều lúc nó rất là cao nên khó mua sắm, toàn mấy chục triệu với lại hai mấy ba mươi triệu. Hai chiếc này giá rất tốt để cô chú anh chị các bạn sưu tầm. Một chiếc vàng này 5 triệu, một chiếc của nam là 6 triệu. Về tay khoảng 2 tuần các bác sẽ nhận được hàng nhé. Anh chị em nào quan tâm đến sản phẩm nào thì chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo trên. Bác nào tiện tay có thể nhặt luôn hai chiếc này, một chiếc cho vợ, một chiếc cho chồng, là vô cùng tuyệt vời. Vậy cái clip này thì mình xin tạm dừng tại đây nhé. Kính chúc cô chú anh chị các bạn xem video vui vẻ và hạnh phúc bên những người thân yêu. Anh chị em nào lần đầu tiên xem được cái video này thì hãy nhớ bấm đăng ký để không bị bỏ lỡ các video kế tiếp. Một lần nữa thì Loai TV xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị em ở những clip tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.